Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây sẽ là nội dung chính của trong video ngày hôm nay. Tối mùng 1 tháng 9, ra sao nổi tiếng xứ Kim Chi gồm Jisoo, Rose của Blackpink, V của BTS, Dragon của Big Bang, Minzy của New Jeans, Lee Min Ho, CL của 2NE1 đã dự tiệc tối của một triển lãm nghệ thuật. Sau khi sự kiện kết thúc, một clip ghi lại hình ảnh bàn tiệc có sự xuất hiện của Jisoo, V, Minzy, Lee Soo Hyuk, Jung Ho Jeon đã gây sốt mạng xã hội. Đáng chú ý nhất chính là việc V và Jisoo được xếp ngồi đối diện nhau, bởi cách đây không lâu thì quản lý đã xác nhận mỹ nam BTS đang hẹn hò với Jennie. Ngồi cùng bàn với Jisoo còn có Minzy của New Jeans. Chi tiết này cũng khiến netizen xôn xao, bởi ai cũng biết Blackpink và New Jeans là hai nhóm nhạc hàng đầu. Ở các diễn đàn mạng xã hội, netizen bày tỏ sự tò mò về những tương tác giữa các nghệ sĩ này trên bàn tiệc. Bên cạnh clip về bàn tiệc quyền lực, sự xuất hiện của G-Dragon trong cùng một sự kiện với V cũng trở thành chủ đề hot thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. G-Dragon là bạn trai cũ của Jennie, mỹ nhân đang hẹn hò với nam thần BTS, vậy nên G-Dragon và V được xem là cặp oan gia trong mắt khán giả. Rose cũng xuất hiện trong sự kiện vừa qua, khung hình chung hiếm hoi của Jisoo và Rose tại sự kiện đã được netizen chia sẻ dần dần. Dù ảnh chụp chất lượng thấp nhưng nhan sắc của hai thành viên hắc hương vẫn rất nổi bật, tỏa sáng nhờ những đường nét cuốn hút. Lee Min Ho, G-Dragon, CL, Lee Soo Hyuk cũng chụp hình lưu niệm cùng nhau. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.